Nếu quý vị bố thí ai thứ gì thì bố thí rồi quên đi, đừng bao giờ tiếc rẻ. Vì nếu cho rồi tiếc rẻ, quý vị sẽ không được gì cả. Quý vị mất cả tiền bạc, phước báu và uổng phí thời gian. Cho nên tốt hơn hết là cho rồi quên đi. Đó là vì sao Chúa Giêsu nói: Nếu cho người thứ gì tay trái thì đừng để tay phải biết. Đức Phật còn dạy rằng bố thí mà giống như là không bố thí thì mới thật là bố thí. Ý Ngài nói rằng khi quý vị bố thí, đừng có dính mắc vào chuyện bố thí đó. Bố thí giống như không bao giờ bố thí gì cả, giống như là chuyện đó chưa bao giờ xảy ra. Đó là bố thí chân chính, bố thí mà không có sự chấp nhất. Nếu không, chúng ta vẫn còn nghĩ là mình vĩ đại. Nếu cho ai cái gì, chúng ta nghĩ là mình hay hơn người kia, bởi vì chúng ta ở một chức vị có quyền năng. Bất kỳ quý vị làm gì phải biết đó là cho chính mình, thật vậy, không phải là cho người nhận. Như vậy tốt hơn, vì nó có nghĩa là quý vị bố thí cho chính sự khôn lớn của mình trong khía cạnh từ bi, yêu thương, quảng đại. Đây là chuyện có thật về hậu quả khủng khiếp của việc sát sanh và giết hại thú vật. Thời nhà Thanh, tên của vị vua này là Càn Long. Đó vào thời cuối vua Càn Long. Bây giờ có một nơi gọi là Nhuận Châu. Người dân ở đó rất rất tàn ác. Họ rất thích giết cả những vùng lân cận. Dân số ở đó rất rất tàn ác. Bất kể họ là người già, người trẻ hay em nhỏ, họ sát sanh trong truyền thống thích giết này. Họ thích giết loài vật. Họ không bao giờ đắn đo về việc giết bất cứ con vật nào. Họ giết cả con cái của họ nữa. Quả là truyền thống khủng khiếp. Trong một số gia đình, nếu họ đã có con gái rồi, bởi vì thời xưa họ thích có con trai hơn, họ thậm chí nói nếu có một đứa con trai trong nhà, có thể nói là mình có con. Nếu có 10 đứa con gái trong nhà, có thể nói là mình không có con. Vì vào thời xưa, đó là một xã hội trọng nam. Họ nghĩ con trai là người mang họ của gia đình, cho nên nếu có con trai và khi người đó lập gia đình rồi có con thì tên tuổi của quý vị, tên họ của quý vị sẽ lưu danh muôn đời. Cho nên họ thích có con trai thay vì con gái. Thế nên nếu có con gái rồi và họ sinh con gái khác thì họ sẽ giết bé gái đó, họ chung sống hoặc họ dìm xuống nước cho chết. Và họ không hề hối hận vì họ đã được dạy dỗ và huấn luyện với tâm tính tàn nhẫn này. Quý vị có hiểu một quan niệm sai lầm có thể ảnh hưởng con người như thế nào không? Thay đổi cả tâm tính yêu thương của cha mẹ trở thành một người tàn bạo, lạnh lùng và tàn nhẫn, giết cả chính con mình, không thể nào tưởng tượng nổi điều này. Mỗi ngày, người dân vùng này đi bắt muông thú hoặc những loài ốc nhỏ, họ bắt rất nhiều để ăn hoặc bán như một cách kiếm sống. Đồng thời, họ cũng dạy con cái họ làm giống như vậy, đi bắt đủ thứ loài vật, rồi dạy chúng làm sao giết mổ và tất cả điều đó, rồi sau đó thậm chí vỗ tay và nói: Xem kìa, con tôi thật anh hùng, thật mạnh mẽ và thật can đảm. Những điều như vậy, họ khuyến khích con cái có thói quen tàn nhẫn này. Toàn thể dân chúng trong vùng đó đều như vậy, không thể tin được. Con cái càng giết loài vật, những con ốc hoặc ếch nhỏ như vậy, cha mẹ càng cảm thấy tự hào về chúng và càng khuyến khích chúng, vỗ tay ca ngợi và khích lệ chúng làm nhiều hơn. Nhiều bậc cha mẹ rất hãnh diện nếu con cái ngày càng trở nên tàn nhẫn như vậy. Cho nên trẻ em lớn lên trong kiểu khiêu khích như vậy, khái niệm sai lầm và truyền thống tàn nhẫn. Chúng giết bất cứ con vật gì, bất cứ ai trong tâm không hề hối hận. Chúng không biết gì khác về lòng từ bi hoặc đối xử với người, hoặc có lòng từ bi đối với chúng sinh. Không gì cả. Chúng đã được dạy từ nhỏ rồi, sống tàn ác, nên khi lớn lên chúng mang theo từ trường sát sanh này xung quanh chúng vào mọi lúc.
Một ngày nọ, một trong những cư dân của vùng này mơ thấy hai quan viên mặc y phục màu đen, và trong tay của hai quan viên này có một cuốn sách bìa màu đen. Người này nằm mơ thấy ông và dân làng đến hỏi hai vị quan đó. Một trong hai vị quan nói rằng đây là sách gọi là hồ sơ sát sanh và hậu quả của việc sát sanh. Sách ghi lại ai giết những ai và người đó sẽ phải chịu bao nhiêu sự trừng phạt. Sau đó hai vị quan viên cũng khuyên họ rằng họ nên bắt đầu có lòng thương đối với chúng sinh, không nên giết mà nên giúp để sống, dung tha sự sống và giúp đỡ người khác sống. Nhưng dĩ nhiên họ không nghe. Hai quan viên mặc áo đen cũng nói với họ rằng nếu không bắt đầu thay đổi cách sống của các ngươi, không bao lâu cả thành phố sẽ bị chìm dưới nước. 5 ngày sau giấc mơ, cả thành phố Nhuận Châu thật sự bị chìm dưới sông. Tất cả chìm xuống đó hết. Xe cộ của họ, đồ đạc của họ, mọi thứ đột nhiên rơi hết xuống sông. Họ muốn mở miệng cầu cứu, nhưng rồi họ cũng bị chìm xuống dòng sông ngay giây phút đó. Tất cả dân làng. Lạ thay, có một người thoát chết. Tên của bà là bà Khổng. Bình thường bà luôn bảo mọi người xin đừng giết loài vật, cố gắng đừng sát sanh và cố gắng tôn trọng mạng sống của muôn loài. Mỗi ngày bà bảo mọi người thôi giết chóc, nhưng không ai chịu nghe bà. Lối sống của bà mỗi ngày, bà cố gắng quét đi tất cả óc bò khắp đường phố để mọi người không dẫm lên chúng hoặc không bắt chúng để ăn. Cho nên bà dùng chổi vun óc lại và bà đưa chúng trở lại sông hoặc đâu đó an toàn. Đồng thời bà cũng rất thận trọng với kiến và những loài như vậy. Bà cũng chăm sóc kiến, quét kiến đi hoặc cho chúng thức ăn. Đây là những điều bà làm hằng ngày. Ngược với dân làng, những người thường giết bất cứ con gì trước mắt họ. Mọi người trong thành phố này cười nhạo bà lúc họ còn sống. Họ nhìn bà mỗi ngày quét và cứu kiến, cứu ốc. Họ đều cười nhạo, trêu chọc và sỉ nhục bà rất nhiều, nhưng bà không bận tâm. Bà cảm thấy rất vui khi làm điều đó, cứu mạng sống. Vào ngày cả thành phố gặp thiên tai, nước sông nuốt trọn cả thành phố. Tình cờ hôm đó, người con út của bà bị sốt. Có lẽ những đứa con khác của bà không còn ở đó, nên bà phải mang đứa bé này đến một ngôi chùa ở thành phố khác để cầu Phật giúp đứa nhỏ. Bà nhờ vậy cả hai mẹ con bà được cứu. Nhưng dĩ nhiên không phải chỉ vì điều đó, mà bởi vì cả đời bà đã làm việc thiện, cứu mạng sống. Trong luật của quốc gia chúng ta hoặc bất cứ quốc gia nào khác, quý vị có thể giết loài vật, quý vị giết ốc, ai để tâm? Không ai để tâm. Khi quý vị làm vậy, thì luật sẽ không ai phạt quý vị, nhưng luật thiên đàng thì khác, luật nhân quả thì khác. Nên cả thành phố bị nhận chìm ở đó. Thật vậy, nếu thành phố không bị nhận chìm, thì rất nhiều bé gái cũng sẽ bị nhận chìm. Thấy không, người ta nhận chìm cả con cái họ. Họ chôn sống, ném chúng vào hố và lấp đất lên khi chúng ta còn sống. Nếu chúng ta không gắng quan tâm đến tiêu chuẩn đạo đức của mình, bất kể chúng ta có bao nhiêu tiền cũng sẽ không là gì. Khi chúng ta chết, dù sao cũng không là gì, đừng nói chi nếu chúng ta có thiên tai bất ngờ như vậy. Cho nên tốt hơn nên ăn thuần chay để cứu người khác và đồng thời cứu bản thân mình. Vấn đề ở đây không phải là cái chết, mà thậm chí là sự bi thảm chờ đợi họ sau khi chết. Họ sẽ xuống địa ngục và tiếp tục chịu ngày càng nhiều sự trừng phạt, rất bi thảm suốt một thời gian dài. Vì đã làm những chuyện tồi tệ như vậy với con cái của họ và loài vật. Mọi việc chúng ta làm đều được ghi lại trong thinh không, không khí, không có gì biến mất. Chúng sẽ chỉ được pha loãng với một năng lượng khác. Chúng sẽ chỉ được làm
cân bằng bởi những hành động khác, không bị mất đi, không thể mất đi. Thí dụ, nước đá đã trở thành nước đá từ trước. Bây giờ, nếu muốn nước đá biến mất, chúng ta phải để ánh nắng chiếu vào hoặc phải đặt dưới ngọn đèn hay ánh sáng hay nhiệt lượng lên trên nó để nước đá trở về không khí trở lại. Cho nên, nếu chúng ta đã sát sanh, giết hại tập thể mỗi ngày và tất cả loại vật này chịu đau khổ và thú vật cũng có ý thức, suy nghĩ và năng lượng thù hận, tất cả sự thù hận, sợ hãi tự cô động lại thành một năng lượng rất mạnh mẽ và lẫn quẩn trong không khí. Loại năng lượng này khi quá nhiều sẽ dẫn đến sự đau khổ tập thể. Chúng ta phải trả cho những gì chúng ta dùng trong thế giới vật chất này, mọi thứ chúng ta dùng. Do đó, tất cả minh sư nhấn mạnh việc ăn chay, cái giá ít hơn để sinh tồn. Loài vật có sự sống, thực vật cũng có, nhưng cái giá ít hơn. Vì lẽ đó, chúng ta chọn ăn chay hay ăn trái cây, ăn đậu, vân vân. Những thứ này có ít tội hơn, ít ý thức bên trong hơn. Nếu quý vị ăn vài hạt đậu trên cây thì cây vẫn còn rất nhiều đậu để mọc. Hàng ngàn cây đậu nữa, cây không bị biến mất. Nếu quý vị cắt một bông hoa hoặc một cành rau, cây đó còn mọc nhiều hơn nữa. Từ cành bị cắt, thêm nhiều rau sẽ mọc ra từ đó. Do đó chúng ta biết rằng ăn chay ít có hại, ít phí tổn hơn. Con xin được hỏi, thuốc chủng ngừa cúm heo có dùng được không? Con nghe nói thuốc chủng ngừa nguyên thủy là không thuần chay. Thuốc chủng ngừa được làm trong thận khỉ và khỉ bị chết trong quá trình chế biến. Tôi tin chắc là vậy. Con không chắc nguồn tin này có đáng tin không, nhưng con có thể xác nhận là có liên hệ nhiều thử nghiệm thú vật để phát triển và chế tạo thuốc chủng ngừa này. Con cũng nghe một số bác sĩ nói rằng thuốc chủng ngừa cúm heo có thể có hại sức khỏe chúng ta và nó chưa được thử nghiệm thích đáng. Phải, đó là tin đồn hiện nay. Do đó, phân nửa phụ huynh ở nhiều quốc gia không muốn liều lĩnh cho con cái của họ mấy thuốc chủng ngừa này bởi vì nó chưa được thử nghiệm, và những gì họ đã thử nghiệm, họ nói thuốc chủng tạo ra những ảnh hưởng phụ rất nguy hại, thậm chí bại liệt, làm hư hoại hệ thần kinh vân vân. Không tốt. Thứ nhất, tôi nghĩ người tu hành như chúng ta không nên dùng, tôi nghĩ vậy. Nhưng dĩ nhiên, đây là cuộc đời của quý vị và của gia đình. Quý vị làm gì thì làm, tôi không can thiệp, cũng không nói là được hay không. Quý vị muốn làm gì thì làm, tôi nghĩ là không nên. Tôi cũng có thể bị lây nhiễm, nhưng tôi không thích chích ngừa. Trước nhất, tôi không tin vào điều đó. Thứ hai, bởi vì họ thử nghiệm thuốc chủng trên thú vật và được lấy từ thú vật như họ vẫn làm ngày nay, tôi không cảm thấy tự tin, không đành lòng làm vậy. Tôi không thể ủng hộ loại hành nghề này. Và thứ ba, nếu thật đúng ra chúng có phản ứng phụ gây thương tổn thì ai muốn dùng? Hơn nữa, dù sao họ cũng không đủ thước chủng ngừa này, hiểu ý tôi không? Trước tiên, chúng ta ăn thú vật khiến thú vật đau khổ và sinh ra loại vi khuẩn này. Rồi bây giờ chúng ta làm cho một loại thú khác đau khổ như loài khỉ hoặc một loài khác chịu đau khổ một lần nữa để chế tạo thuốc, để thử nghiệm thuốc. Chỉ là tạo thêm ngày càng nhiều nghiệp xấu. Cho nên dùng thuốc này thật sự có hiệu quả, tôi cũng đề nghị những người tu hành như quý vị đừng dùng. Nếu nó được chế tạo hoàn toàn từ sự đau khổ của thú vật thì chúng ta vui hưởng gì chứ? Vui hưởng sức khỏe tốt mà người khác phải đau khổ. Thú vật cũng là người khác, thú vật đau khổ giống như quý vị đau khổ. Cho nên, nếu quý vị hỏi tôi thì tôi nói là không, không và không.
Chúng ta gây ra ngày càng nhiều rắc rối, ngày càng nhiều nghiệp quả nặng nề cho mình không thể được. Nhưng đa số chúng ta, tôi nghĩ, không có bệnh bởi vì chúng ta ăn chay và có sự bảo vệ, vì chúng ta quay đầu về hướng đạo đức và từ bi hơn, cho nên đó là hướng của chúng ta. Cho nên sự đau khổ, rắc rối đã ở phía sau chúng ta, ở hướng bên kia. Bất cứ ai đi vào hướng đó, tiếp tục đường hướng đó sẽ gặp vấn đề đó. Chúng ta đã quay lưng lại rồi, chúng ta đi về hướng bên kia và cam kết không bao giờ gây đau khổ cho bất cứ ai, thú vật hoặc bất cứ chúng sinh nào. Cho nên chúng ta đã thoát ra khỏi cái vòng thù hận, cái vòng độc ác, xấu xa này rồi. Dĩ nhiên, nếu quý vị ở đó thì quý vị phòng ngừa, hãy đeo khẩu trang, nhưng chỉ có bấy nhiêu thôi. Chúng ta có khoảng 400 tuyến mồ hôi trong mỗi phân vuông của bàn tay, nhiều hơn toàn thân thể. Thân thể không có nhiều tuyến mồ hôi trên từng phân vuông như vậy, nhưng bàn tay và bàn chân lại có rất nhiều. Do đó, bàn chân quý vị có mùi hôi. Biết sao mà có mùi không? Vì vi khuẩn hiện hữu khắp nơi trong không khí, không phải do quý vị, đó là do vi khuẩn trong không khí. Vi khuẩn sinh sôi nảy nở khi bàn tay quý vị ẩm ướt do mồ hôi, rồi ấm lên môi trường thuận lợi. Gặp môi trường thuận lợi nên sinh sôi nảy nở nhanh, lý do là vậy. Và chúng cũng bài tiết nữa, có lẽ chúng cũng đổ mồ hôi trong tay quý vị hay làm gì đó trong tay quý vị. Chúng biến tay quý vị thành nhà vệ sinh của chúng, cho nên tay mới có mùi, chân cũng vậy, mấy chỗ khác cũng vậy. Ngoài ra, mình cũng bài tiết những gì thân thể không cần, nó cũng thoát ra ngoài theo lỗ chân lông. Sau một hồi, vi khuẩn sinh sôi nảy nở và rồi mình có mùi. Thân thể này thật sự là một cơ cấu thú vị, nó làm đủ chuyện tuyệt vời và nhiều việc không tuyệt vời cho lắm. Nếu mình dùng nó làm việc tốt thì sẽ tuyệt vời. Nếu dùng làm điều không tốt thì không tuyệt vời chút nào. Tốt nhất là đừng làm việc với những người mà quý vị không hòa hợp được. Thí dụ, quý vị muốn làm điều này nhưng họ muốn làm điều kia. Quý vị bảo họ làm điều này, họ cố tình làm cho chậm. Quý vị tự làm còn nhanh hơn. Họ sẽ giúp quý vị nhưng không sẵn lòng, hoặc họ nhìn vào mặt quý vị như thể họ không biết làm sao để làm. Nhưng trên thực tế họ biết, họ chỉ muốn thoái thác hoặc thu hút sự chú ý của quý vị như một đứa trẻ. Họ biết làm sao nhưng họ sẽ làm một cách chậm chậm và thực tế để quý vị sẽ phải tự làm lấy. Tránh những người đó, đừng làm việc với những người phiền phức hoặc không muốn hợp tác, hoặc những người không hòa hợp được với quý vị. Chẳng trách gì Phật Thích Ca Mâu Ni và những vị đại minh sư đều rời nhà để xuất gia. Họ nói rằng con đường tại gia rất hẹp. Tôi không muốn nói con đường của quý vị là rất hẹp, ý tôi nói là đại đa số người. Đối với quý vị, những người tu hành tại gia cũng giống như người xuất gia. Đó là bởi vì quý vị hiểu giáo lý và sự nhận thức của quý vị có khác, đồng thời quý vị hòa thuận với người phối ngẫu. Quý vị chỉ có một người phối ngẫu cho nên dễ hơn. Càng có nhiều sự lo lắng, sức khỏe của quý vị càng tệ và tinh thần quý vị trở nên yếu hơn, rồi ngay cả hệ miễn nhiễm cũng ngày càng yếu đi, rồi quý vị bị bệnh. Điều quan trọng nhất là đừng để bị phiền nhiễu. Quý vị không thể để cho người khác tạo áp lực cho quý vị. Đôi khi người thân có thể tạo áp lực cho quý vị bởi vì họ muốn sự chú ý của quý vị và không biết rằng họ đang tạo áp lực cho quý vị bằng cách này. Tình thương phải là vô điều kiện. Thương không phải là nắm bắt người ta. Thương người khác với chiếm hữu. Một số người họ nói thương quý vị, nhưng họ rất chiếm hữu và họ khiến cho quý vị cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Bởi vì họ thương quý vị không đành lòng nói gì khác hoặc rời xa họ, và quý vị không biết làm sao tách rời khỏi họ.
Nếu chỉ là giữa vợ chồng, quý vị có thể nói chuyện với nhau không sao. Nếu quý vị có quá nhiều thân nhân và mọi người đều đòi hỏi những điều khác nhau thì sẽ rất mệt mỏi. Họ không cố ý làm vậy và cũng liên quan đến nghiệp quả của họ từ những kiếp trước. Kẻ thù tiền kiếp sẽ trở lại làm người yêu cũng mệt mỏi. Tránh xa họ và để họ làm việc ở một khoảng cách. Đừng để họ chia sẻ mỗi bước trong công việc của quý vị, như vậy sẽ không xong. Họ càng giúp, quý vị càng bận rộn hơn, họ càng thương yêu quý vị càng mệt mỏi hơn. Thời đại hoàng kim đòi hỏi người ta sống không chỉ dựa vào không khí, nhưng về sức khỏe. Một số người chọn ăn thức ăn chay, tươi sống hoặc thậm chí dùng chất lỏng. Họ để thực phẩm sống vào máy xay sinh tố và rồi chỉ uống như vậy, hoặc họ dùng nước trái cây, hoặc họ chỉ dùng khí lực, nghĩa là năng lực quanh quý vị, trong không khí, từ địa cầu, từ mặt trời. Những thứ này là năng lực, gọi là prana trong Phạn ngữ. Một số người sống bằng năng lực đó và như vậy cũng không sao. Nếu có thể, quý vị thử, nhưng đừng làm hại bản thân, bởi vì có một số người không làm được. Đó còn tùy thuộc vào đẳng cấp tâm linh của quý vị. Những người trong tiền kiếp không hề tặng thức ăn cho ai khác, như là không bố thí, thì kiếp này họ không có công đức để ăn. Trương mục thức ăn trống rỗng, cho nên họ phải sống bằng không khí, và đối với họ cũng dễ. Một loại người khác có trình độ tâm linh cao và họ muốn sống bằng không khí thì cũng có thể làm vậy. Sẽ dễ hơn nếu trong tiền kiếp quý vị đã làm rồi, hoặc trong tiền kiếp quý vị không hề bố thí thức ăn cho những người đói đến tận cửa của quý vị. Nếu quý vị ăn thuần chay, ăn thức ăn sống hay xay, hoặc ăn trái cây thì đã tốt rồi, theo ý tôi, thì như vậy cũng đủ tốt. Nếu quý vị có thể sống bằng không khí thì cứ làm. Chỉ đừng làm hại cho mình. Quý vị làm đến khi còn làm được, và nếu thấy rằng cơ thể phản ứng và cảm thấy không tốt, nếu quý vị bị yếu, bị bệnh thì hãy ngưng lập tức. Bất cứ gì cực đoan đều không tốt. Nghiên cứu một chút để biết phải làm gì. Quý vị không cần chỉ sống bằng không khí, quý vị có thể sống bằng năng lực từ địa cầu mà quý vị bước đi trên đó, và bằng không khí chung quanh và từ mặt trời. Quý vị cũng có thể được nuôi dưỡng bằng năng lượng từ bên trong của mình, và cũng có thể nuôi dưỡng bằng lực lượng thiêng liêng bên trong, bằng tình thương Thượng Đế. Bản chất của chúng ta luôn luôn an bình, bởi vì đã quen điều này, chúng ta cảm thấy là mình không có sự an bình. Cho dù chúng ta có bao nhiêu của cải, cho dù chúng ta ở trong hoàn cảnh nào, cho nên chúng ta cần phải nhớ lại sự an bình bẩm sinh này, và chỉ có vậy thôi. Khi chúng ta nhớ lại sự an bình này, chúng ta sẽ biết rằng mọi việc xảy ra đều theo ý của Ngài. Chúng ta sẽ thấy rất rõ là tại sao những chuyện này xảy ra và cho lợi ích gì. Sự việc không như những gì chúng ta thấy. Nếu chúng ta lên đến thiên đàng, thấy được sự làm việc của vũ trụ, chúng ta sẽ không bao giờ than trách Thượng Đế nữa. Không một giây phút nào trong đời chúng ta còn có thái độ vô ơn đối với bất cứ tình huống nào. Trong Thánh Kinh có nói rằng, ngay cả một sợi tóc rụng trên đầu cũng là do Thánh ý. Vậy hãy nhớ điều này. Đây chỉ là một vở kịch, hãy lạc quan. Không có gì nghiêm trọng cả. Sau một thời gian chỉ việc cười rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Không có gì đâu, chúng ta có thể nhìn thấu mọi việc. Một ngày nào đó chúng ta sẽ ra đi như mọi người. Thật sự là không có sao cả. Chúng ta đâu còn bao nhiêu năm nữa tranh đấu giằng co để làm gì. Không có gì thật sự nghiêm trọng cả. Tất cả đều là ảo tưởng, chỉ là đóng kịch cho vui. Cứ thưởng thức khi mình đang diễn. Thật vậy, một vở kịch mà.
Có lẽ quý vị quá gắn bó với vai tuồng của mình. Không sao, như vậy mới vui. Nếu quý vị không gắn bó với vai tuồng thì vở kịch đâu có vui. Xem các diễn viên đó, họ diễn không xuất thần, chúng ta sẽ đòi tiền lại. Chúng ta đều là những diễn viên xuất sắc, cho dù chúng ta không nhận biết điều này. Mọi người đều nói là chúng ta ở trên thiên đàng và thiên đàng ngay đây trong lúc này. Hay niết bàn ở ngay trước mũi với quý vị. Hay có thể là đã nằm trong mũi quý vị rồi, nhưng rất khó cho chúng ta chấp nhận điều này. Vì chúng ta bị che mờ bởi vô minh, thói quen sợ sệt, lối suy nghĩ và cảm giác phủ định, cho nên chúng ta không nhận biết điều gì là đúng trong lúc này hay bất cứ lúc nào. Chúng ta cứ ôm giữ định kiến về việc mình phải sống ra sao và nên làm như thế nào để lên thiên đàng. Do đó chúng ta rời xa thiên đàng. Vì một khi chúng ta hướng sự chú ý vào việc khác, nghĩ là mình nên làm điều này, điều nọ để có thể được thiên đàng, thì lúc đó chúng ta chú tâm vào những gì không phải là thiên đàng. Rồi quý vị bỏ những gì mình vốn đã có. Hầu như lúc nào chúng ta cũng làm như vậy, cho nên chúng ta không thể cảm nhận là mình đang ở thiên đàng. Thời điểm duy nhất mà chúng ta không thể nghiệm được thiên đàng là khi chúng ta tập trung vào những gì khác không phải là thiên đàng, chẳng hạn như người láng giềng đang làm gì hay những gì phủ định xung quanh ta. Dĩ nhiên chúng ta sẽ có khuynh hướng chú ý đến những chuyện này, trừ khi chúng ta ở một trong những đẳng cấp mà chúng ta không thể nhận biết gì hết. Mỗi khi chúng ta vui sướng, mỗi khi chúng ta ở cùng Thượng Đế, chúng ta cảm thấy thoải mái, ồ, hạnh phúc quá, và chúng ta không hiểu tại sao người khác lại không vui. Trạng thái thiên đàng rất dễ tìm. Chúng ta chỉ cần bỏ những gì không phải là thiên đàng, những gì không phải là chính mình, thì sẽ cảm thấy mình đang ở trên thiên đàng ngay, bất cứ nơi đâu. Nhưng đối với nhiều người, điều này khó, bởi vì họ chú tâm vào những thứ không thuộc phẩm chất thiên đàng, cho nên họ không thể nghiệm được thiên đàng, dù là nó hiện hữu ngay đây. Cũng như khi quý vị ở nhà, quý vị có nhà cửa, có công ăn việc làm, đôi khi có chức vị cao, người ta kính trọng và gọi quý vị là ông chủ này, bà chủ nọ, nhưng quý vị vẫn cảm thấy không sung sướng. Quý vị không cảm thấy thoải mái như ở đây, ngồi trên sàn nhà như vậy, và thật khiêm nhường, vui vẻ, và ăn uống đơn giản, đôi khi lén lấy vài thứ trong nhà bếp, nhưng quý vị cảm thấy vui phải không? Cho nên, tâm trạng thiên đàng là của riêng mình, không ai đánh cắp được, có khi họ cũng lấy được. Nếu những người vô minh có thể làm phiền quý vị quá nhiều. Cũng như khi sức mệt, quý vị muốn ngủ, quý vị nằm trên giường và ngủ thật say, nhưng người vợ bên cạnh đôi khi không ngủ được, bà ấy cũng có thể kéo quý vị ra khỏi cơn buồn ngủ. Phải vậy không? Bà ta đánh thức quý vị và làm phiền suốt đêm. Cho nên, có thể là mặc dù chúng ta ở trạng thái thiên đàng, nhưng nếu sống chung với người khác, giao du với nhiều người, trong lúc họ mất ngủ, linh hồn họ bất an, họ cũng có thể gây khó khăn cho chúng ta. Nhưng đó là cái giá chúng ta phải trả khi muốn giúp đỡ người khác tỉnh ngộ và nhắc nhở họ về mục đích của họ. Trở ngại đó có thể là chúng ta trở nên mạnh mẽ. Quý vị không thấy người ta đua xe hơi sao? Họ đặt rất nhiều chướng ngại trên đường chạy đua, không phải vì hội đồng, giám đốc là những người tàn ác, hung dữ hoặc ác tâm với quý vị, nhưng trò chơi thì phải như vậy thôi. Cho nên, chướng ngại có đó để chúng ta huấn luyện chính mình đừng bao giờ sợ, phải luôn luôn trực diện với chướng ngại. Thế giới này là trường học vĩ đại để chúng ta được huấn luyện, để trở thành những thiên thần hữu ích và mạnh mẽ, uy dũng. Bởi nếu đấng cha lành không để chúng ta đến đây, chúng ta cũng có thể trở thành đứa trẻ được cưng hư ở quanh quẩn trên thiên đàng, bay đây đó, hái hoa, nghe nhạc và đi lang thang khắp nơi làm bất cứ gì mình muốn. Nhưng bởi vì muốn tiến bộ, chúng ta xin đấng cha lành có trường học cho chúng ta. Do đó, trong trường học này,
Mọi việc đều khắt khe, mọi việc là sự tranh đua, mọi việc là sự phấn đấu, mọi việc là trở ngại, đừng than trách, hãy phấn đấu. Phấn đấu cho thành công, đó là lý do chúng ta ở đây. Đừng chờ đến khi mọi hoàn cảnh đều trôi chảy và tất cả đều tốt cho mình, như vậy quý vị không huấn luyện được mình, không trở thành một linh hồn uy dũng. Quý vị là vàng chưa được luyện, chỉ là viên đá chưa được mài. Cho dù quý vị quý báu đến đâu cũng chỉ là chưa đánh bóng, không lợi ích gì cả. Do đó, mọi việc trên thế giới này thật sự là thử thách cho chúng ta. Nếu biết cách khắc phục thử thách thì chúng ta lên thiên đàng, trở thành vị lãnh đạo hùng mạnh về tâm linh, và rồi chúng ta sẽ khám phá được thêm nhiều giá trị trong lĩnh vực tâm linh mà chúng ta thậm chí không biết. Dù cho ở với Thượng Đế vĩnh viễn, trong niềm lạc phúc thuần khiết, chúng ta vẫn sẽ không khám phá được điều đó, vì không có động lực để khám phá, không có động lực thúc đẩy đằng sau. Vì nếu không thọ tâm ấn, quý vị sẽ không được giải thoát lúc này. Quý vị tái sinh lại kiếp sau, quý vị sẽ có ông chồng khác, hoặc có lẽ có hai hoặc ba người chồng, không hề biết được. Lần này quý vị xin phép chỉ với một người, gọi xác với một người và phấn đấu chỉ với một người. Kiếp sau có thể quý vị sinh ra ở Tây Tạng, một phụ nữ có 7 hoặc 8 ông chồng. Vậy rồi quý vị sẽ làm sao? Cho nên bây giờ hãy phấn đấu, dùng mọi cách quý vị có thể, dùng trí thông minh, chỉ có cách đó thôi. Đó là cách quý vị trở nên sáng suốt và mạnh mẽ. Đừng dựa vào ai khác ngoại trừ chính mình. Minh sư luôn ở bên trong quý vị, dù quý vị biết hay không, dù quý vị có thọ pháp hay không, minh sư vẫn có đó, chỉ là quý vị không nhận ra được. Do đó hãy cầu nguyện thành tâm và cố gắng tối đa, phẩm chất thiện lành. Có rất nhiều đẳng cấp, rất dễ cho minh sư thăng hoa con người, đệ tử hoặc không phải đệ tử, lên một đẳng cấp cao hơn, chỉ là rất khó để họ giữ được đẳng cấp. Bởi vì một số người có sự thiện lành bên trong, nhưng rất xa với phẩm chất thánh nhân. Chúng ta có phẩm chất cao thượng, chúng ta có phẩm chất yêu thương, chúng ta có phẩm chất con người, nhưng chúng ta cũng có phẩm chất thiện lành và phẩm chất thánh nhân. Phẩm chất thiện lành bên trong không phải là tánh tình chúng ta thấy bên ngoài. Con người trông rất dễ thương và khiêm tốn, nhưng bên trong thì không. Con người trông có vẻ hơi thô lỗ và không lịch sự lắm, hay không dễ thương lắm, nhưng bên trong họ rất tốt. Và con người trông giống như thánh nhân nhưng không phải vậy. Con người nhìn không giống thánh nhân nhưng họ là thánh nhân, hiểu không? Cho nên phẩm chất thiện lành và phẩm chất thánh nhân quan trọng hơn là những phẩm chất khác, bởi vì không thấy được phần nhiều ở bên trong. Có nhiều loại giấc mơ bình thường là lúc mình nằm mơ thấy lung tung, những cái không quan trọng như mình thấy gì đó ban ngày, hoặc nghĩ gì đó, hoặc mình bị ảnh hưởng bởi bối cảnh xung quanh, hoặc những gì mình trải nghiệm. Rồi lúc tối, mình đi ngủ, nó cứ tiếp tục quay lại hình ảnh đó như máy thâu băng vậy. Đó là một giấc mơ rất ngẫu nhiên, không có nghĩa gì cả. Loại giấc mơ thứ hai có thể là một thứ linh ảnh, quý vị có thể thấy rất rõ ràng, như thể là xảy ra thật. Những loại giấc mơ này gọi là giấc mơ tâm linh. Nó có ý nghĩa, chẳng hạn như quý vị vừa mới lên thiên đàng, gặp vị thánh này, thánh kia, hoặc quý vị làm gì đó. Những cái này là thể nghiệm. Một loại giấc mơ khác giống như một sự báo mộng mà có người có thể diễn dịch được. Quý vị có thể mua một quyển sách nói về giấc mơ, và nếu quý vị nhớ mình nằm mơ thấy gì thì lật đến trang đó để xem ý nghĩa của nó. Con có thể nghiệm một chúng sinh tâm linh đến nằm xuống và ngủ phía sau con khi con ngủ nghiêng bên phải 2 hoặc 3 lần. Người đó vòng tay qua ôm con lần cuối chỉ cách đây vài ngày. Con không sợ nhưng khó chịu vì bị làm phiền. Con nghĩ chúng con được bảo vệ, nhất là khi con vừa thiền xong vào buổi tối trước khi đi ngủ.
Xin sư phụ cho lời khuyên. Đây không phải thật sự là một chúng sinh tâm linh, đó là vì cô vẫn còn ở đẳng cấp thấp. Người này là người yêu cũ của cô và hiện tại cô đang ở cùng đẳng cấp với anh ta và anh ta đến thăm cô. Đó cũng là do sự gắn bó còn sót lại trong tâm cô. Nhưng một khi cô lên đẳng cấp cao hơn, anh ta sẽ biến mất. Cô sẽ để anh ta lại phía sau và sẽ giúp anh ta sau này. Khi cô lên cao hơn, anh ta cũng sẽ được giúp và rồi cô sẽ không thấy anh ta nữa. Hãy thiền nhiều hơn. Và đừng ràng buộc vào bất cứ mối quan hệ nào trước kia, dù là kiếp này hay kiếp trước. Bất cứ mối quan hệ nào mà quý vị đang có hiện nay, hãy chăm sóc, thương yêu vậy thôi. Chúc may mắn. Câu hỏi thứ hai là khi con tọa thiền, mỗi khi con tập trung, một lúc ngắn sau con cảm nhận một phần căng thẳng nào đó trên đầu. Nếu con kiên trì, nó sẽ vỡ ra. Và con cảm thấy quá trình này giúp con xóa được mọi ấn tượng và nhờ vậy đạt được sự chú tâm rõ ràng hơn. Con hiểu rằng con thể nghiệm điều này là vì con đã tu một pháp thiền khác trước kia. Thưa sư phụ, hy vọng con đúng. Con cảm thấy tự tin hơn, có sự tập trung tốt hơn và là người vui vẻ hơn nhiều. Con hoài nghi bởi vì chúng sinh này vẫn đến xâm phạm sự riêng tư của con. Đôi lúc điều đó đúng. Nếu chúng ta tu tập một pháp môn khác trước kia và vẫn còn một số lực lượng sót lại trong thân thể, thì sẽ cần chút thời gian để xóa đi. Nhưng cô đã khá hơn nhiều vì cô có thể tự cảm thấy là cô có tự tin hơn, vui vẻ hơn. Vậy thì cứ tiếp tục thiền với tất cả lòng thành và với tình thương và rồi mọi việc sẽ cải thiện. Không bao lâu cô sẽ xóa được mọi thứ đang làm phiền cô và người đó sẽ không đến đây quấy rầy cô nữa. Nếu quý vị mật niệm hồng danh khi nấu ăn, thức ăn sẽ được gia trì đặc biệt, thơm ngon hơn và bổ dưỡng hơn. Sư phụ có nói rằng minh sư có thể giúp người chết trong 3 hoặc 4 năm nữa. Có thể con sẽ chết, sư phụ có thể giúp con không? Chắc chắn rồi, đó là công việc của tôi. Nếu tôi không giúp quý vị được trong giờ lâm chung thì ai giúp được bây giờ? Lúc đó con có thời giờ gặp Thượng Đế không? Có chứ. Quý vị niệm thành tâm, quý vị tu hành, quý vị sẽ gặp Thượng Đế thường xuyên. Thượng Đế có thể sẽ không trong hình dáng con người mà trong ánh sáng, trong âm thanh. Trong ánh sáng và trong âm thanh, quý vị sẽ tìm thấy tất cả phẩm chất của Thượng Đế. Giống như trong nước và thức ăn, quý vị sẽ tìm thấy tất cả sức mạnh và sự dinh dưỡng cho toàn cơ thể và bộ óc. Thức ăn không cần nói chuyện, chỉ cho quý vị thôi. Ánh sáng và âm thanh không cần ngôn ngữ, không cần hành động, nhưng cho quý vị tất cả những dinh dưỡng về tâm linh, đó là thức ăn tâm linh của chúng ta. Đó chính là Thượng Đế. Trước khi chết, quý vị sẽ biết và Minh Sư sẽ tới. Đưa quý vị lên thiên đàng. Minh sư là người duy nhất ở cùng quý vị lúc từ trần. Người trần thế dù có thương yêu quý vị bao nhiêu đi nữa, họ cũng không thể đi theo quý vị. Chỉ có minh sư là người bạn chân chính, người bạn đồng hành duy nhất qua mọi cảnh giới, qua sinh tử, qua mọi thăng trầm, đủ mọi thứ. Điều quan trọng quý vị nên biết đó là minh sư sẽ không bao giờ rời bỏ quý vị cho tới khi quý vị thành Phật, cho tới khi quý vị đạt lên đẳng cấp tâm linh cao nhất, cho tới khi quý vị trở thành minh sư, lúc đó công việc minh sư mới xong. Người nào cũng vậy, không cần biết phải mất bao lâu, không cần biết quý vị tu hành bích bát ra sao, đó là lời hứa. Hầu hết mọi người không hiểu rằng họ đạt được những lợi ích khác khi làm những việc họ thích, thay vì làm những việc minh sư đòi hỏi. Thí dụ trong những trường hợp của Milarepa, ông phải làm việc rất cực lực khiêng đá và xây nhà trong 7 năm trước khi minh sư truyền pháp tu hành cho ông, để sau đó ông được khai ngộ. Quý vị có thể nghĩ rằng khiêng đá như Milarepa
sẽ đạt được tiến bộ tâm linh, nên quý vị cũng bắt đầu khiêng đá. Tuy nhiên, cho dù quý vị có làm vậy trong 70 năm cũng vô ích. Cho dù khiêng đá, khi không còn đá nào để khiêng, nghiệp chướng của quý vị cũng không xóa bỏ được. Nhưng giả sử Minh Sư bảo quý vị dời viên đá vào lúc 2 giờ sáng và quý vị thành tâm nghe chỉ thị của Minh Sư thức dậy để khiêng đá, cho dù mở mắt không ra, quý vị vẫn vui vẻ làm việc bởi vì quý vị biết rằng Sư Phụ là đấng khai ngộ nhất trên đời, tôi đã cống hiến thân khẩu ý cho Sư Phụ. Sư Phụ bảo tôi làm bất cứ điều gì, tôi cứ làm, cho dù có hợp lý hay không, tôi vẫn làm theo chỉ thị của Ngài. Nếu quý vị có thể dời viên đá đó với ý tưởng vui vẻ như vậy trong đầu, điều này sẽ còn tốt hơn là Milarepa khiêng đá trong 7 năm. Tuy nhiên, nhiều người không hiểu lý lẽ này. Đó là lý do tại sao mặc dù Minh Sư khó tìm, càng khó hơn nữa để ở lại và tuân theo sự chỉ thị Minh Sư để bồi dưỡng tâm linh sau khi được gặp Ngài. Rất khó để đạt quả vị Phật, bởi vì hầu hết những người tu hành không thể chặt bỏ ngã chấp của mình, nên họ chỉ đạt được đẳng cấp A-La-Hán hoặc Thánh Nhân. Ngã chấp bao gồm những thành kiến và quan niệm thế gian mà chúng ta đã thu thập qua nhiều kiếp. Chúng ta lên án những điều tốt, xấu và nghĩ rằng mình đã học hỏi tất cả những gì mình cần thiết. Bởi vì thế giới đã cho chúng ta đủ sự giáo dục, cho nên Minh Sư không có gì nhiều để dạy chúng ta. Đây là chỗ sai lầm của chúng ta. Không có một thứ gì mà không buông bỏ được, tất cả đều do thói quen, bởi vì chúng ta bám vào đó quá nhiều. Cho nên phải chắc chắn là mình sống đời đạo đức, nguyên tắc hướng dẫn là ngũ giới, thuần chay nghiêm túc, hành thiền. Quý vị chỉ cần làm bấy nhiêu và quý vị sẽ được an toàn với tôi. Tôi sẽ không bao giờ rời quý vị. Chỉ là quý vị sẽ đau khổ nếu không tuân theo luật vũ trụ. Không phải là tôi bỏ quý vị, giận quý vị hoặc làm gì quý vị, không phải vậy. Chỉ là luật nhân quả rất, rất chính xác. Tôi không thể vi phạm luật đó. Một khi tôi đã bảo quý vị nên làm gì thì quý vị nên làm như thế, được chứ? Hãy bảo đảm là quý vị không tạo nên nghiệp mới. Hãy cố gắng hết sức làm những gì khiến quý vị cảm thấy thoải mái, những gì thay đổi được. Nếu nó làm cho quý vị cảm thấy dễ chịu thì thay đổi. Nếu thay đổi mà không làm quý vị cảm thấy dễ chịu chút nào thì dù bao nhiêu người nói cũng đừng thay đổi. Nếu không thay đổi được thì đừng thay đổi. Hãy tha thứ cho mình và vui hưởng, hưởng thụ những gì quý vị có, và ráng đừng để ý nhiều tới những cái xấu của bản thân mà quý vị cảm thấy không ưa. Xét cho cùng, Thượng Đế sinh chúng ta ra đủ màu da, đủ mọi tinh thể, cá tính để chúng ta có thể sống một cuộc đời tràn đầy màu sắc. Hãy chấp nhận chính mình, chấp nhận những khuyết điểm bản thân, không cần phải hoàn hảo. Toàn thể vũ trụ biết quý vị đang cố gắng hết mình, nếu không, quý vị đã không có mặt ở đây. Quý vị đã không đau khổ bởi những cái kiêu bằng khuyết điểm của bản thân. Mọi người biết, thành ra không có sao, hãy chấp nhận mình, bởi vì dù gì đi nữa, quý vị cũng là hoàn mỹ. Thượng Đế biết khi quý vị gặp khó khăn, nếu Ngài gửi điều gì đến quý vị qua ai đó thì cũng đều từ Thượng Đế. Cho nên bất cứ ai chăm sóc quý vị, đó là Thượng Đế chăm sóc cho quý vị. Điều tôi dạy quý vị là cố gắng giữ mình với thái độ trong sạch, thuần khiết, đừng làm một cách cố ý. Cha của chúng ta sẽ cho chúng ta bất cứ những gì chúng ta cần. Nếu chúng ta không cần, nhưng nghĩ rằng mình cần và xin, thì Thượng Đế không cho. Mỗi khi chúng ta cầu mà được thì có nghĩa là điều đó tốt với chúng ta và chúng ta nên nhận. Còn nếu chúng ta cầu mà không được thì nên vui vẻ chấp nhận, biết rằng điều đó không tốt cho mình trong tương lai. Hoặc vừa được điều này thì chúng ta sẽ mất đi thứ khác, hoặc sẽ nguy hiểm cho chúng ta, hoặc chúng ta sẽ bị rơi vào tình cảnh tệ hại hơn. Với sự hành thiền và tiếp tục thâm sâu, chúng ta sẽ sớm khám phá ra
mọi điều đều có sự an bài, mọi việc đều tốt đẹp dưới mặt trời. Thượng Đế chăm sóc từng chi tiết nhỏ của mỗi sinh mạng. Chỉ khi nào câu thông được với Thượng Đế, lúc đó chúng ta mới hiểu Thượng Đế đã an bài cho mình những hoàn cảnh tốt nào, Ngài đã chăm sóc cho mình về phương diện nào và đã ban cho mình những lợi ích gì. Chúng ta cũng không nên lo nghĩ quá nhiều, không nên tính toán nhiều quá. Nếu làm cái này thì mình sẽ được cái gì? Đứa trẻ không như vậy, đứa trẻ không bao giờ lo lắng ngày mai. Đừng quá nản lòng, bực dọc, cứ sống hết lòng trong từng giây từng phút. Bất cứ gì cần phải làm, hãy làm với sự tận tâm. Hãy tin tưởng vào Thượng Đế và kế hoạch vĩ đại của toàn vũ trụ. Khi có quá nhiều chọn lựa, bạn nghĩ rằng sự chọn lựa chúng ta so sánh. Chúng ta so sánh với quá khứ, chúng ta so sánh với ảo tưởng, tương lai, thiêu dệt, rồi làm cho hiện tại đau khổ, rồi không bao giờ có thể vui hưởng cuộc đời nếu cứ tiếp tục như vậy. Cho nên luôn nhớ rằng nếu không có điều mình thích thì nên thích điều mình có. Đó là cách để tìm hạnh phúc trong đời. Ngoài việc là người tu hành, chúng ta nên hài lòng và thỏa mãn với mọi hoàn cảnh. Chúng ta cũng nên tự huấn luyện đầu óc và nói với chính mình hãy kiểm soát bản thân, bởi vì chúng ta là người duy nhất có thể làm chủ chính mình. Mọi thứ tôi dạy quý vị, tôi học từ sai lầm của tôi, đó là cách tôi trở thành vị thầy. Sai lầm làm nên vị minh sư. Làm bao nhiêu lầm lỗi cũng được, không sao, điều đó tha thứ được, nhưng học hỏi từ đó và đừng lặp lại. Đó là trí huệ, đó là cách quý vị học hỏi. Không ai có thể thực sự dạy chúng ta trên lý thuyết ngoài trừ chính chúng ta. Chúng ta phải tự mình học hỏi bằng trải nghiệm trực tiếp và bằng sự cảnh giác khôn ngoan. Mọi hoàn cảnh, mọi tình huống là để chúng ta học hỏi. Thượng Đế không làm quý vị đau khổ vô cớ, trừ phi quý vị muốn học bằng con đường gian khổ. Hôm qua có người hỏi tôi rằng đau khổ có rửa sạch nghiệp chướng không? Được, nhưng nếu tọa thiền tốt và học hỏi từ kinh nghiệm bản thân, chúng ta không phải đau khổ, chúng ta chỉ đau khổ khi Thượng Đế dạy chúng ta bài học 1, 2, 3 lần mà chúng ta vẫn lặp lại mãi sự sai lầm đó, thì dĩ nhiên chúng ta sẽ đau khổ. Cho nên đừng nghĩ đến tương lai, đừng nhớ về quá khứ, học hỏi từ quá khứ nhưng đừng bám vào đó. Đó là cách để được hạnh phúc. Mọi hoàn cảnh đau khổ là do chúng ta gây ra hay người bên cạnh chúng ta. Bởi vì đa số người bám vào quá khứ và quên hiện tại, họ quên sống. Chúng ta phải sống từng giây phút. Mỗi giây phút là một màu nhiệm. Mỗi giây phút đều có sự việc mới, có điều gì đó chờ đợi chúng ta. Và chúng ta phải thưởng thức. Chúng ta có thể vui hưởng từng giây phút. Vậy tại sao phải làm cho đời mình đau khổ? Bất kể là gì, bây giờ chúng ta đã có trí huệ. Chúng ta nên biết rằng không có gì thật sự phiền hà mình quá nhiều. Học hỏi từ quá khứ nhưng đừng bám vào đó. Đó là cách để được hạnh phúc.